Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ăn gần 4 triệu đô la được hưởng án treo, tội dày, án mỏng cho quan chức và bản chất của chế độ Có thể nói những ngày qua, cộng đồng mạng vừa bất bình vừa bất lực với một bản án rất nhẹ dành cho một cựu quan chức cán bộ cấp cao của đảng Cụ thể là vào chiều ngày 21 tháng 11 tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa án sơ thẩm tuyên cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang từ 30 đến 36 tháng tù hưởng án treo. Bốn bị cáo còn lại, 7 bị cáo còn lại trong vụ án đều được đề nghị từ 18 tháng tù treo cho đến 10 năm tù giam. Đây là hình ảnh ông Cao Minh Quang được đề nghị hưởng án treo. Được biết, dự án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty cổ phần dược Cửu Long gây thiệt hại tới 3,8 triệu US$ cho tài sản của nhà nước đây chính là tiền của nhân dân điều đáng nói là những người có chức vụ cao nhất trong các bị cáo đứng trước tòa lại nhận mức án thấp nhất đã có rất nhiều quyền lớn thì phải gắn với trách nhiệm cũng lớn theo có trách nhiệm lớn mà để xảy ra sai phạm thì tất nhiên phải nhận mức án hình phạt nặng nhất tuy vậy người được giao quyền lớn để xảy ra sai phạm lớn mà lại chịu hình phạt nhẹ nhất thì chẳng khác nào khuyến khích quan chức cấp cao tiếp tục phạm tội đây là tính đặc thù của chế độ này. Để thấy sự tương phản trong vấn đề dùng cán cân công lý lệch lạc của chế độ, chúng tôi xin dẫn ra một vụ án trước đây, đấy là vào ngày 16 tháng 2 năm 2017, Toán Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tuyên xử anh Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1997, sống tại ấp Phước Trung, xã Mong Thọ, 7 năm tù vì hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói là thanh niên này chỉ bắt một con vịt về để nhậu. Trị giá tài sản bị Khang và Kiệt chiếm đoạt là một con vịt khoảng 3kg, theo định giá là 174.000 đồng. Do Lê Tính Kiệt chưa đủ tuổi về trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính. Đây là hình ảnh cướp con vịt bị tuyên án 7 năm tù Ông Cao Minh Quang đã làm nhà nước mất 3,8 triệu USD là tiền ngân sách và của nhân dân, tương đương với 61 tỷ đồng. Số tiền này có thể mua 35.075 con vịt. Tuy nhiên, ông cựu thứ trưởng được gắn treo, còn người thanh niên ăn cắp vịt nhận 7 năm tù giam. Ở đây không phải là con số tiền lấy được bao nhiêu, mà là hai người khác nhau về địa vị. Ông quan chức kia thì là thứ trưởng, còn cậu thanh niên lại là thường dân, nên đã dẫn tới kết quả hai thứ khác nhau dành cho hai người một trời một vực như vậy. Kiên Giang chính là lãnh địa của ông Nguyễn Tấn Dũng. Chính ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng đã phá nát nền kinh tế đất nước bằng những cú đấm thép mà người dân việt nam cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục phải gánh chịu và trả nợ cú đấm thép là các tổng công ty và tập đoàn nhà nước do chính ông ta lập nên để đẩy mạnh nền kinh tế đất nước dựa trên trụ cột là doanh nghiệp quốc doanh tuy nhiên kết quả thì thất hại thảm bại hàng tỷ đô la thiệt hại nhưng người chủ trương chính sách ấy đã không hề bị một năm tù giam nào vậy thì rõ ràng người có chức càng cao thì càng an toàn dù cho họ có gây ra thiệt hại tài sản quốc gia đến như thế nào đi chăng nữa và nhân dân cũng mất mát tiền bạc sức lực đến đâu cũng vậy đấy là bản chất của chế độ này đây là hình ảnh cơ quan công tố được lập ra để gỡ tội cho quan chức một hành động ngược đời so với nhiệm vụ của họ là buộc tội cộng đồng mạng tỏ ra bất bình với bản án tuy nhiên tất cả mọi lời phê phán của xã hội đều chỉ là lời nói bay vào hư vô chứ chẳng thể làm được gì để ngành tư pháp chế độ này thay đổi được. Trong tuyên truyền thì Đảng Cộng sản luôn nói rằng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Của dân thì không thể, vì muốn làm quan là đảng viên Đảng Cộng sản, phải nhiều năm tuổi Đảng, phải cao cấp lý luận chính trị và phải có lý lịch tốt vân vân. Và tất nhiên nhà nước này cũng không do dân bầu lên mà do Đảng cử lên. Bởi cho quốc hội cũng đã tới 96% là đảng viên của Đảng Cộng sản và hầu hết kiềm nhiệm các chức vụ trong bộ máy của nhà nước từ trung ương cho tới địa phương. Vì nhà nước như thế nên kết quả là họ đã không vì dân mà chỉ vì đảng viên của họ. Đảng viên càng cao cấp thì sẽ được xử càng nhẹ tội nếu xảy ra sai phạm. Nhà nước này thường hô hào cải cách tư pháp bao năm nay nhưng rồi đầu cũng vỏ đấy. Tư pháp thiên vị vẫn ngày một nghiêm trọng mà chẳng thấy sự cải tiến nào cả. Người dân thì ức lắm nhưng đành bất lực. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Ăn gần 4 triệu đô đối hưởng án treo, tội dày án mỏng cho quan và bản chất chế độ. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lùa được gà Vinhomes, giờ lùa đến gà VinFast Ai nguyện làm gà thì hãy chuẩn bị tiền cho ông Vượng Vụ thành lập công ty VMI được cộng đồng mạng phân tích rằng Đó là chiêu lùa gà của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup Ông Vượng đã bán giấy để lấy tiền, còn bất động sản thì vẫn ở trên tay ông trong tình hình thị trường bất động sản đang rất ẩm đạm với các ung nhọt bị cắt bỏ như Tân Hoàn Minh, FEC, Vạn Thịnh Phát thì ai đầu tư vào VMI cũng nhận những rủi ro tương tự như thế. Đó là đánh giá chung của cộng đồng trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh VMI lùa gà cho Vinhomes. Việc công ty VMI mua hết hàng tồn kho và hàng trên giấy của Vinhomes thì chẳng có ý nghĩa gì với nhà đầu tư cả bởi dù nhà cửa trong tay Vinhome hay trong tay VMI cũng đều là trong tay của ông Vượng mà không hề trao nó cho người đã bỏ tiền ra đầu tư. Đây là cách lùa gà tinh vi mà nếu nhà đầu tư không chịu nghe những phân tích của những người có hiểu biết trên mạng xã hội thì rất có thể lại dính bẫy của VMI khá nhiều và tiền mất thì tật mang. Lùa gà là mục đích là móc túi nạn nhân bằng những trò vẽ vời ra những viễn cảnh tốt đẹp dùng dự án to, lớn và bể thế của doanh nghiệp để gieo vào đầu nạn nhân rằng Vingroup rất uy tín đối với người cẩn thận thì cho rằng Tân Hoàn Minh, FEC và Vạn Thịnh Phát trước khi dính đến pháp luật thì họ là những doanh nghiệp tỷ đô có tiếng tăm. Tuy nhiên sau khi pháp luật sở gáy thì uy tín của họ mới mất và thế là các nhà đầu tư mất tiền. Có vẻ như ông Phạm Nhật Vượng đang khát tiền thật sự việc ông cho lùa gà Vinhomes chưa đủ giải cơn khát hay sao mà gần đây ông lại cho báo chí khua chiêng múa trống lùa tiếp gà cho Vinfast. Hiện nay, ông Vượng vẫn thao túng được công an và báo chí, nên khi dùng tiếng nói của những cơ quan này để lùa gà, sẽ tạo được niềm tin lớn hơn với những người ngây thơ có tiền nhàn rỗi và đang muốn đầu tư để kiếm lợi. Đây là hình ảnh ông Vượng đã cho báo chí lùa gà cho VinFast để tạo ra sự khan hiếm giả tạo bằng cách thao túng thông tin. Mới đây, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết bài có nội dung là Lãi cả trăm triệu đồng khi mua bán lại suất cọc VinFast VFE34. Bài báo cho biết khách hàng đang giành nhau suất đặt cọc để sở hữu VinFast VF34. Báo chí nói rằng nếu đặt cọc trước trong giai đoạn đầu, khách hàng chỉ tốn có 495 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe VinFast VFE34 nhưng hiện tại khách hàng phải trả đến 710 triệu đồng cũng để mua chiếc xe đó. Điều này là do VinFast đang làm ra vẻ khan hiếm để những người có tiền nhưng không tìm hiểu kỹ sẽ sập bẫy. Đây là một chiêu thức lùa gà tinh vi, không kém chiêu dựng lên VMI. Thực sự, nhu cầu sử dụng xe điện không cao, đó là một thực tế hiện nay tại Việt Nam. Cho dù Bộ Công Thương để xảy ra chuyện thiếu xăng dầu trong những tháng vừa qua, nhưng thực tế là hạ tầng cung cấp năng lượng hóa thạch phủ khắp mọi nẻo đường trong khi hạ tầng trụ sạc điện cho vinfast không thể phủ đầy như xe xăng cho được xe điện là tương lai nhưng hiện tại và hàng chục năm nữa xe xăng vẫn là vua là thuận tiện nhất cho người dân sử dụng cho nên việc thổi phòng nhu cầu mua xe điện chính là chiêu trò truyền thông của ông vượng là chính nếu bình tĩnh và quan sát thì cũng dễ thấy rằng suy ra nhu cầu xe điện trong xã hội chẳng đáng bao nhiêu. Những người có nhu cầu mua xe điện hiện nay là những người có nhiều loại xe, họ mua để thử cảm giác lái và để bổ sung vào bộ sưu tập là chính. Còn dùng cho nhu cầu đi lại thiết yếu vẫn là xe xăng, chứ chưa phải là xe điện. Xu hướng này đã được hãng xe Toyota định hình rất rõ. Ông lớn ngành ô tô này vẫn đang ung dung đầu tư xe điện từng bước, chứ chưa hề vội vàng gì. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Đó là những gì ông Phạm Nhật Vượng muốn làm, ai có thừa tiền mà muốn đưa cho ông Vượng dùng thì cứ tự nhiên. Ông Vượng đang cần rất nhiều tiền để đốt nhằm duy trì VinFast, bởi hãng xe này bao năm qua đã đốt quá nhiều tiền của ông Vượng cũng như các cổ đông. Với việc sản xuất xe xăng được 2 năm đã lỗ hơn 1 tỷ đô la và phải đóng cửa dây chuyền dừng lại. Thời buổi này, uy tín của những doanh nghiệp tỷ đô không còn là niềm tin tuyệt đối nữa bởi những doanh nghiệp tỷ đô của Việt Nam đã bị pháp luật sờ gáy, nó đã phơi ra sự thật trần trụi ở phía sau. Họ như làm ăn phi pháp với sự bảo kê của quan chức nhà nước mà có, mà làm ăn phi pháp thì vô cùng rủi ro. Nếu muốn đầu tư, hãy cân nhắc. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Lùa được gà Vinhomes, giờ cho lùa gà VinFast. Ai nguyện làm gà, hãy chuẩn bị tiền cho ông Vượng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d